OK. À, xin chào quý vị anh chị bạn và hôm nay chúng tôi tiếp tục quay lại trở lại một cái clip để chia sẻ đến quý vị anh chị bạn cách chỉnh âm ni karaoke à, nghe nhạc tại nhà và như chúng ta có thể thấy rằng à, việc chúng ta mua karaoke đôi lúc chúng ta ngoài việc hát karaoke ra thì chúng ta có thể là à, thư giãn giải trí và nghe nhạc chúng ta sẽ cần thiết đến cái việc à, chúng ta chỉnh cái phần nghe nhạc để cho là có thể phát huy được tất cả các tính năng cũng như cái công dụng của chiếc âm đi đó vào hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý vị anh chị các bạn cách để chúng ta có thể chỉnh âm đi karaoke nghe nhạc vậy chỉnh như thế nào sau đây xin mời quý vị anh chị các bạn chúng ta cùng tìm hiểu đầu tiên đối với dòng nghe nhạc nghe nhạc uh, remix là các cái dòng nhạc mạnh và nhiều bass thì chúng ta đòi hỏi chúng ta cần chỉnh <laughs> à, chúng ta sẽ chỉnh cái phần âm lao này là trầm này để trầm dài trống ấy, chúng ta sẽ đẩy lên trên 12 giờ có thể đẩy lên tới hai 1 giờ, 2 giờ, thậm chí có thể đã để đến tới 3 giờ Tùy theo cái mức chịu đựng của loa của chúng ta đang sử dụng Thường thường tôi sẽ đẩy Đẩy lên tới tầm 2 giờ là nghe khá ổn rồi Và tính chất của dòng nhạc music, nhạc remix Thì cái phần chép chúng ta có thể sẵn sàng đẩy lên tới 1 giờ hoặc 2 giờ Tùy theo cái sở thích nghe nhạc chúng ta Và đặc biệt chúng ta, nếu chúng ta cái mức chịu đựng của loa cũng như cái sở thích nghe nhạc của chúng ta sao cho, cho sao cho cái tiếng tép nó sẽ sáng và nó sẽ không bị quá là chói gắt và tiếng âm trầm này cái trầm này sẽ không tiếng trống để không bị vỡ tiếng và nó phải chắc tiếng và lực có lực có lực hay không sẽ tùy thuộc vào chiếc âm đi công suất của âm đi một phần phụ thuộc vào chiếc âm công suất của âm đi của quý vị đang sử dụng nếu chúng ta sử dụng chiếc âm đi có công suất khỏe thì tiếng nhạc sẽ căng và chắc gọn và tiếng tép sẽ là sáng và tươi và giải chung rất là mượt mà và bay bổng nhưng mà cái giải chung thường chúng ta nghe nhạc ấy chúng ta sẽ đa phần chúng ta sẽ bớt cái giai chung mới đi đặc biệt là nhạc remix thì chúng ta sẽ bớt cái giai chung đi để cho cái cái giải bát và giải tép nó sẽ vượt trội lên thì lúc này chúng ta sẽ nghe được cái bản nhạc nó sẽ thực sự rất là nói chung là nghe thằng Jimmy thì chúng ta sẽ nghe cảm thấy nhạc rất là khỏe chắc và bay bổng và càng chắc gọn tiếng bát càng chắc gọn nếu dàn quý vị anh chị bạn có thể tiếng súp thì chúng ta hoàn toàn có thể đẩy cái phần bát này lên tới một giờ thôi còn phần về bên master tổng chúng ta hoàn toàn có thể để lên 12 giờ hết và chúng ta sẽ hạn chế cái mức âm lượng ở bên về phần music nha, quý vị nhé đó đó là phần uh, chỉnh uh, phần chỉnh uh, về phần nghe nhạc của phần giải uh, các nhạc của nhạc uh, remix giải nhạc mạnh nhạc sàn ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng phương pháp này nhé còn đối với uh, quý vị anh chị các bạn khi chúng ta nghe nhạc uh, chữ tình này hoặc chúng ta nghe nhạc quê hương chữ tình và nhạc uh, bolero ấy, thì chúng ta hoàn toàn cũng có thể đẩy các cái giải bát tép lên nhưng đối với khi chúng ta nghe nhạc quê hương chữ tình chúng ta có lời ca sĩ thì chúng ta sẽ cần cần phải đẩy cái giải chung này lên quý vị nhé đẩy cái giải chung này thì lúc đó giọng của ca sĩ chúng ta sẽ nghe cái giọng của ca sĩ nó không bị nghẹt và nó sẽ bị thoát tiếng và bay tiếng hơn để cho chúng ta cảm nhận hết được cái chất âm của giọng ca sĩ đó nghe rất là thư giãn và rất là thoải mái khi bát tép căng lên và cái dài chung của của ca cá sĩ nó cũng tăng theo thì chúng ta sẽ trải nghiệm được cái cái chất lượng âm thanh sẽ vô cùng hoàn hảo nha quý vị nhé đó thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể sở hữu được cái làm chủ được cái hệ thống dàn karaoke gia đình mình khi chúng ta đang sử dụng âm ly và chúng ta có thể nghe theo cái sở thích của chúng ta chúng ta nghe theo nhiều bát này nhiều tép đó và cái dạch chung thì chúng ta cũng có thể để lên tới một giờ để đến một giờ để cho nghe chúng ta nghe nhiều nhiều giải lời hơn đó thì với đây là phương pháp chỉnh cho dòng âm ly tất cả các âm ly đầu hai của chúng ta như dòng âm ly 203 203 Paramã 203 N 203 N Gold 203 N Gold Limited hoặc các dòng âm ly 203 của ARIANG, của CAVS, OK, của Django, chúng ta hoàn toàn có thể uh, sử dụng phương pháp này. Và đặc biệt là nếu chúng ta đang sử dụng cái dòng âm ly đầu năm, đầu năm thì chúng ta sẽ có hai tầng chỉnh music, ấy. tầng uh, hai, tầng chỉnh music thì hai tầng này thì nó sẽ thực ra là sẽ nhân bản lên, nhân bản lên tầng này là nhân nhân lần đôi thôi thì hoàn toàn chúng ta áp dụng được nhé ba trung tép chúng ta sẽ quy chuẩn như vậy à, và từng cái này nó cũng sẽ được nhân đôi lên thì chúng ta có thể khi chúng ta à, hiểu được cái bản chất cũng như các cái từng cái tính năng một của cái dòng âm đi thì chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh được ly một cách à, hoàn hảo và hay nhất và chúc quý vị anh chị bạn có những phút giây thư giãn thật thoải mái bên chiếc âm ly cũng như bên bộ dàn karaoke của gia đình mình. Và để có những phút giây thư giãn giải trí nghe nhạc à, để cho chúng ta có thể yeah. à, có những thờ, phút giây đó thật là hoàn hảo nhất. À, chúc quý vị anh chị các bạn thành công và hẹn gặp lại quý vị anh chị bạn trong clip tiếp theo. Nếu quý vị anh chị của bạn thấy video vị có thể ấn like và subscribe thì chúng tôi có thêm động lực để chia sẻ với quý vị anh chị các bạn những clip mà hấp dẫn hơn nhé và hẹn gặp lại quý vị anh chị các bạn trong clip sớm nhất và xin chào và hẹn gặp lại